Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Chiếm Tài Mobile, lại là mình đây. Hôm nay thì sếp giao cho mình một cái sản phẩm khá là khó các bạn ạ. Như các bạn đã biết thì trong mọi video mình chả có cạo râu nào, tuy nhiên thì sếp lại mang đến cho mình một cái sản phẩm, đó chính là một chiếc máy cạo râu đến từ nhà Mizia. Và với cái sản phẩm này tên là Mizia Brow. Thì trong video này các bạn hãy cùng mình chúng ta sẽ trải nghiệm thử về cái sản phẩm này để xem là với chiếc máy cạo râu Mizia Brow này thì nó làm được những gì, cũng như là nếu bạn nào có râu thì chúng ta có nên mua cái sản phẩm này hay không nhá. Trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về máy cạo râu Xiaomi Brow với một cái mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại Chiếm Tài thông qua đường link ở phần mô tả video. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu thôi. Với chiếc máy cạo râu Xiaomi Brow này thì đây là một cái sản phẩm máy cạo râu, nó nằm ở cái phân khúc giá lừng lửng là tầm trung và cận giá rẻ, khi mức giá của nó loanh quanh tầm 1 triệu. Và về cách đóng hộp thì mình thấy là với sản phẩm Xiaomi Mizia Brow này thì họ làm khá là cao cấp các bạn ạ. Các bạn sẽ có logo của Mizia Brow ở bên trên và các bạn sẽ có ở đây là lá cờ của nước Đức. Tại sao lại có lá cờ của nước Đức ở đây? Thì tại là vì là cái lý do bên trong thì nó sẽ nhập khẩu từ Đức nha các bạn. Và một số thông tin của nó thì nằm ở bên phải, bên trái và vân vân và mây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp luôn để xem là bên trong cái máy cạo râu Xiaomi Brow này thì nó sẽ như thế nào nhá. Ở đây các bạn sẽ có cho mình chiếc máy cạo râu chính của chúng ta được đóng gói nguyên siêu rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Và ngoài ra thì các bạn sẽ còn có thêm một số món phụ kiện khác. Như ở đây thì các bạn sẽ có cho mình một cuốn sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Trung. Các bạn sẽ nhìn vào những cái hình này để có thể là sử dụng được này, rất là đơn giản thôi. Và các bạn sẽ còn có bên trong đó chính là một cái sợi cáp sạc của chúng ta. Có một lưu ý cho các bạn là với sợi cáp sạc này thì nó không dùng chân Type-C, nó cũng không dùng chân micro, mà nó dùng một cái tiêu chuẩn chân riêng cho nó. Thế nên khi các bạn sạc, các bạn nhớ bảo quản cái sợi cáp này cho nó an toàn một xíu, nếu như lỡ mất thì hơi khó để tìm được. Và các bạn sẽ có bên trong đó chính là một cái củ nguồn. Thì cái củ nguồn này khi mà mình kiểm tra thì mình thấy là nó sẽ có công suất 5V 1A, tức nghĩa là nếu bạn muốn sạc nó thì bạn có thể dùng bất kỳ một củ nguồn điện thoại nào cũng có thể dùng được, không nhất thiết phải dùng củ sạc của Brow nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với những thứ mà chiếc máy cạo râu Xiaomi Brow này nó mang lại. Thực sự ấy, cái trải nghiệm của mình khi mà mình nhìn về cái máy cạo râu này là nó không giống một cái máy cạo râu các bạn ạ. Cá nhân mình thì mình tưởng nó là một cục sạc dự phòng hay là một cái gì đại loại như thế cơ. Tại vì các bạn thấy này, thiết kế của nó hoàn toàn là màu đen và các bạn chỉ có duy nhất một cái logo của Xiaomi Mizia ở ngay bên dưới và một chiếc Brow ở ngay bên trên. Cùng với đó thì ngay bên dưới nữa các bạn sẽ còn có ở đây là một cái rách sạc của nó, là sạc hai chân kháng nước hoàn toàn luôn. Các bạn sẽ còn có cho mình vị trí đèn LED để thông báo được tình trạng pin ở bên trong, màu xanh tức là đầy, màu vàng tức là yếu và màu đỏ tức là các bạn phải đi sạc rồi. Đó. Và cái phần bên trên ấy là một cái điểm mà mình không thích về chiếc máy cạo râu này. Tại vì máy cạo râu ấy thường chúng ta sẽ quăng quật đâu đó trong ba lô, túi sách và chúng ta phải mang đi mang lại khá là nhiều đúng không? Cái phần nhựa bóng này nó để lại khá là nhiều vết xước, thì đây là một cái điểm mà thực sự mình không thích cho lắm. Đó. Và với cái phần nhựa bóng này thì nó sẽ được đóng lại bằng một cái lấy gờ bên trong rất là nhẹ nhàng, các bạn thấy không? Đó, đóng lại thì thực sự là không thể nào mà rơi ra được khỏi cái phần máy cạo râu của chúng ta luôn. Và khi mở ra thì ở bên trong các bạn sẽ có ở đây là một cái phần viền của nó được làm từ chất liệu là cao su. Và khi nó làm cao su thì cho chúng ta cầm cảm giác vào đây nó sẽ chắc chắn trong lòng bàn tay hơn. Và ở ngay bên dưới thì nó sẽ là được làm từ chất liệu là nhựa sần nha các bạn. Nói chung là nhựa mờ đấy, và nó sẽ cho chúng ta một cảm giác cầm khá là thích. Đó. Và nói về phần lưới cạo râu thì với chiếc lưới cạo râu của chiếc máy Xiaomi Brow này thì đây là một chiếc máy cạo râu, nó là dạng kiểu mini thôi chứ không phải là máy cạo râu full size. Tại vì dạng full size thì nó sẽ có rất là nhiều các lưới cạo, rồi nó sẽ có rất là nhiều các cái motor ở đây để giúp cạo râu một cách sạch sẽ hơn. Còn đây là một cái dạng mini, thế nên các bạn sẽ có hai lưới song song ở bên trong. Một và hai cái lưới này thì nó sẽ có tổng cộng lên đến là 899 cái mắt lưới cạo các bạn ạ. Tức nghĩa là đây là một con số rất là nhiều và chúng ta có thể cạo được rất là nhiều các bề mặt khác nhau. Với cái phần lưới này thì chúng ta sẽ có khả năng hoạt động độc lập, tức là nó sẽ tự động biết được cái vùng da nào cần phải mềm, cái vùng da nào cần phải cạo thật sát hay là gì đó. Thì cái phần lưới này đã được thiết kế cho những tác vụ như vậy. Thế nên khi mà mình trải nghiệm và mình cạo trên cái phần lưới này thì mình thấy nó rất là mượt trên cái phần da của mình, hoàn toàn không có bị gờ, rồi không có bị giống như kiểu những chiếc máy cạo râu có mức giá rẻ khác. Ok, và với cái phần lưới này thì nó được làm từ chất liệu là thép không gỉ nhập khẩu từ Đức và được hãng Senco. Nếu bạn nào chưa biết thì Senco là công ty mà sản xuất quạt điện ấy, thì họ cũng làm dao cạo râu luôn, thì sẽ được hãng Senco sản xuất. Và
việc mà được một cái thương hiệu nổi tiếng như vậy sản xuất cái phần lưỡi dao này thì chúng ta cũng sẽ đảm bảo hơn khi mà sử dụng. Ngoài ra thì cái phần lưỡi dao này thì nó có thể tháo rời được với cái phần motor ở bên trong. Thế nên nếu như mà có lông, râu, tóc, lông trên, lông dưới gì đó thì nó có lọt vào đây thì bạn cũng có thể là lấy ra, chúng ta vệ sinh một cách ngon lành. Và đặc biệt là chiếc máy cạo râu này thì nó sẽ có tiêu chuẩn kháng nước ở nói chung là chúng ta có thể đem nó đi rửa được. Thế nên các bạn cũng sẽ an tâm hơn trong quá trình mà sử dụng. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm thực tế cho bạn xem nhé. Thì ở bên cạnh phải các bạn sẽ có ở đây là một phím nguồn, các bạn chỉ việc ấn vào thì ngay lập tức máy cạo râu đã được kích hoạt rồi. Và nói về độ ồn khi mà sử dụng thì mình thấy chiếc máy cạo râu này nó không thực sự là quá ồn đâu, nó ở cái mức bình thường thôi. Và cạo râu thì cũng sẽ tùy theo mục đích, ví dụ như mình cạo ở dưới cằm thì mình sẽ cạo như này đó, mình sẽ nén nó chà chà một xíu, ép nó chà chà một xíu vào da để nó có thể là cạo được nhiều râu hơn. Thực ra thì mình chẳng có cọng râu nào nhưng mà cứ cạo đi. Đấy. Và mình thấy là cái khả năng tương thích của cái bề mặt dao này với lại cái miệng của mình hoặc là những khu vực trên mặt của mình ấy, nó khá là tốt, nó mềm mà không có gây cảm giác bị rát khi mà mình cạo. Thực sự khi mà một số máy cạo râu đang phân khúc giá tầm vài trăm nghìn cho đến là cả triệu mình sử dụng thì mình thấy rằng khi mà cạo thì cảm giác nó khá là rát. Tuy nhiên thì với máy cạo râu này khá là ok. Nói chung thì mình cũng không có râu đâu, thì mình sẽ test với một cái bài test nó try hard hơn nhá. Thì mình sẽ thử cạo cái lông ở trên cái phần tay của mình. Ok, hiện tại thì mình chả có tí lông nào cả, thế nên là mình sẽ tiến hành là cạo lông tay của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành kẻ một cái đường ở ngay lông tay để cho bạn có thể phân biệt được bên này là chưa cạo này và bên này là chưa cạo. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cạo thử để xem là với chiếc máy cạo râu Xiaomi Brow thì nó sẽ làm việc như thế nào với cái lông tay của mình. Tại vì lông tay thì nó sẽ khó cạo hơn là lông ở trên cằm nhá. Vì lông tay thì mối nó mềm mà mối cũng thẳng thì nó lại mọc một hướng. Đó. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành là kích hoạt và chúng ta sẽ tiến hành cạo với lại cái lông tay của mình. Rồi, như vậy thì các bạn thấy rằng là mình đã cạo xong cái phần lông tay được kẻ mức của mình rồi. Thì ở bên trái nó đã cạo nhẵn hoàn toàn luôn các bạn ạ. Nói chung thì tất cả những sợi lông tay mà có bên này thì mình đã cạo nó một cách trơn tru hết rồi. Và các bạn thấy là cái máy này cạo thì nó rất là sạch. Này, mình không hề có một cái cọng lông tay nào nó còn sống sót ở khu vực này luôn. Còn bên cạnh phải thì nó rất là nhiều lông tay ở đây. Thì một chút nữa mình sẽ cạo cho nó đều luôn. Cá nhân mình thì mình thấy là chiếc máy này cái hiệu quả của nó cạo lông tay là khá ok. Nhưng mình nghĩ rằng cạo râu thì nó sẽ ok nhất. Tại vì lông tay thì mỗi cái mọc một hướng và chúng ta cũng không thể nào mà control được hết. Và nói về cái công suất cạo của chiếc máy này thì nó có tốc độ vòng xoay lên đến là 7200 vòng một phút. Thế nên là cái việc mà chúng ta làm sạch một khu vực như thế này thì chỉ mất đâu đó tầm là 30 giây hoặc cùng lắm là 1 phút là chúng ta đã có thể cạo được sạch toàn bộ những khu vực có trong này rồi. Đó. Nói chung thì như vậy mình cũng đã trải nghiệm xong về chiếc máy cạo râu này rồi nhá. Và sau khi các bạn dùng xong rồi thì nếu như các bạn thấy rằng ở trong này bị dơ rồi bị dính lông các thứ thì như mình đã nói là chúng ta có thể mang cả chiếc máy này đi rửa luôn. Và tại vì nó sẽ có tiêu chuẩn kháng nước cơ mà. Ok, và nói đến phần pin thì chiếc máy cạo râu này thì nó sẽ được trang bị cho mình một cái viên pin ở mức là rất đủ dùng. Khi mà chúng ta có thể sạc trong vòng 1 tiếng này và dùng liên tục được ở cái mức là 40 phút. Và trung bình cứ 1 tuần chúng ta cạo râu tầm 10 phút thì với cái máy cạo râu này chúng ta có thể cạo được trong vòng tầm là 1 tháng các bạn ạ. Thì cái này sẽ tùy theo cái mức độ sử dụng của chúng ta cũng như là thời gian sử dụng của chúng ta thôi. Cạo nhiều, cạo ít, nhu cầu như thế nào thì bạn có thể là dùng cho nó phù hợp nhá. Rồi, video của mình thì cũng xin tạm dừng tại đây. Các bạn nghĩ gì về chiếc máy cạo râu Xiaomi Brow này thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và nếu bạn nào quan tâm về sản phẩm này thì mình sẽ để đường link mua hàng ở ngay phần mô tả video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.